Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Nghĩa Đô xin giới thiệu đến anh em một cái dòng vang đình đám nổi tiếng của hãng Chipat mới về bên nhà mình. Đây là con vang Chipat màu đen. Đây, là con Chipat này anh em nhé. Con Chipat này thì có mã là TP980M anh em nhé. Có đèn nháy ở bên hông này. Đây, có đèn nháy ở bên hông này. Đấy, nó rất là đẹp. Con này thì nó là những cái dòng vang cao cấp được sử dụng một chip Diva Analog và bổ sung thêm một bo giải mã. Một chiếc giải mã Dreamer của Pháp nhé, chuyên xử lý âm thanh số DAP. Hôm nay mình sẽ cho anh em xem đây, con này. Ở đây mình sẽ tháo cho anh em sẵn ra một con. Đây, đây là công tắc nguồn và tắt nguồn này. Đây là vang bãi anh em nhé. Đó, vang bãi. Đó, mặt trong này. Bên này thì nó sẽ có cái đèn, các cái đèn nháy ở từng cái đường này, như đường LG này, xuống ra trái, xuống ra phải này, rec này, đấy, vol này, mic này, direct này, music này. Đang có cái đèn báo là 48k. Đây này là vi xử lý 48k bit này. USB này, lock này, chế độ M1234 này, đây là báo đèn nhé. Còn trên này nó có các cái núm là 1234 này. Để chọn kênh để hát karaoke cực kỳ nhanh luôn, chỉ cần ấn nút là nó chọn luôn. Và ba cái nút mic, effect và music để chỉnh. Đấy, Chipat, hàng của Chipat nhé. Bên trong ruột thì dòng Chipat thì nó cực kỳ đơn giản anh em nhé. Nó tích hợp toàn bộ IC hết vào đây. Đấy. Ở bên góc cái bên này thì nó có một cái chữ là TP980M. Đấy. Anh em thấy không? Bên màu vàng anh em nhé. Bên màu vàng chóe luôn, chất linh kiện luôn. Đây là mặt sau, mặt sau thì có ba cái lỗ mic. Bên cạnh ba cái lỗ mic này thì có ba cái nút để chỉnh âm lượng mic đầu vào nhá. Đấy, anh em có thể vặn lên tùy theo từng cái bộ mic nha anh em. Còn phía sau này là có đường cổng quang, đường cáp đồng trục tín hiệu số này, và cái đường in 1 in 2 để cắm hoa sen, nếu anh em có tín hiệu đường hoa sen. Cái con này thì nó đưa ra được rất là nhiều đường, tổng nó ao ra 8 đường ao tất cả anh em nhé, 8 đường ao. Gồm có là đường LG này, đường Red Line này, đường Red Audio này, đường Center này, đường Sub này, và thêm hai đường Jack dạng hoa sen nhé, để cho anh em nào cắm âm đi thì cực kỳ tiện lợi với con này. Một cổng cắm nguồn Auto Vol, nó chạy cả được điện 90V. Phần bo nguồn của nó là nguồn xung anh em nhé, cho nên là chạy rất là thoải mái luôn, với cái điện chập chờn ở mình luôn. Đấy. Về phần trái tim của cái con vang này thì nó sẽ có một cái bo này. Sử dụng con chip là Analog Device có mã ADU14463A và một con giải mã Analog Device luôn, AD1939. Em nhìn rõ không? Nó đến hai con. Và một con xử lý âm thanh số giải mã Dream. Đây, anh em nhìn rõ không nhỉ? Đấy, Dreamer của Pháp này, SAM3703. Đấy, sử dụng toàn linh kiện chất luôn ở trên cái vỉ này. Đấy, cái hãng này thì nó tích hợp rất là nhiều những cái công nghệ vào chip IC. Đây là toàn bộ ruột của con vang Chipat TP980M. Đấy, còn đây là cái con vang mình đã đấu sẵn ở đây để thử cho anh em. Thử cho anh em một cái bài nhạc nhé. Và cái con này thì nó có tính năng là học lệnh trên điều khiển nhé. Cho nên là khi mua hàng tại Nghĩa Đô, anh em sẽ được tặng kèm một cái micro, một cái điều khiển anh em nhé. Đã được cài sẵn các cái chế độ ăn cùng với con vang này. Ví dụ như là cái kênh để hát là 1, 2, 3, 4 này. Đấy, mic đây là tăng giảm âm nhạc này. Đấy, tăng giảm nhạc này, tăng giảm mic này. Đây là tăng giảm echo. Đấy. Rất là đơn giản cho anh em về dùng thoải mái luôn. Đấy. Đấy, tính năng nhận cái điều khiển luôn. Bây giờ mình sẽ thử hát. Alo, 567 L. Anh ngồi nhìn hoa
khi mà có tín hiệu là bắt đầu nó nháy ở đấy, có đường nào nháy ở đấy thôi, cực kỳ ngầu luôn, rất là chất. Lơ lơ lơ, 5 6 7, lơ 1 2, lơ lơ lơ. Đây có thể chọn các kênh khác nhau, đây số 2 là chọn kênh 2 này. Đấy, chọn kênh 2 nhé, kênh 3 là số 3 này. Lơ 1 2, lơ reverse nhé, lơ 4 này, lê lơ 1 2, lơ đời là phù du ta giống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy để cho nhau bao nhiêu niềm vui đã có, không ganh ghét hận thù chẳng dám dối lòng nữa vì tin người sẽ vui qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về với cát bụi thì xin đừng quan tâm thiệt hơn. Đời như giấc mơ được mắt ta đâu ngờ hồi ấy có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn, chẳng đổi tiếng buồn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Chuyện thế đoạn 1 em nhé. Alo, 5 6, em có thể tăng giảm micro, tăng giảm micro này. Lo 1 2, lo tăng giảm nhạc này. Đấy, rất tiện lợi luôn. Đời là vũ trụ, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng nữa vì kiếp người sẽ vui qua. Đây là các chế độ mình đã cài sẵn trong bài này nhé. Anh em mua thì về sẵn dùng thôi. Đấy, và tất cả mình đã cài hết rồi. Đấy, trên cái điều kiện này, hoặc là trên phần ba kia. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Nghĩa Audio qua số điện thoại 0934573743. Với con vang G-Pad đời cao như này, con vang G-Pad đời TP980M như này, và chạy những con chip cao cấp thì bên mình đang bán với giá là 2,5 triệu anh em nhé. 2,5 triệu bảo hành 3 tháng cho anh em với con vang này. Đấy, sẽ được dán tem bảo hành cho anh em. Đấy, cổng quang thứ nhá. Con này có cái hay là nó sẽ tự nhận các cái đường cổng quang này, đường cổng quang hay là AV này, nó tự nhận nhá, nhưng mình không phải chuyển. Đấy, nhiều con vang nó không tự nhận nên mình mới phải chuyển thôi. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau nhé. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những sản phẩm hay của bên mình nhé. Xin chào anh em.